Chiều ngày 14 tháng 9, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường vụ một người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trong khu rừng thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trưa cùng ngày, người dân phát hiện trên lề đường Hải Thượng Lãn Ông trong Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn phường Đông Hòa thành phố Dĩ An có một chiếc xe đạp, trên ghế đá bên cạnh có hai chiếc điện thoại và một cuốn sổ tay, nhưng không thấy chủ nhân của số tài sản này. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã tìm kiếm xung quanh và phát hiện một người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ trên một cây xanh. Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Danh tính người đàn ông được xác định là Nguyễn Thành Lơ, tên viết tắt, sinh năm 1969, ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Người nhà cho biết ông L làm công nhân tại thành phố Biên Hòa, sáng nay vẫn tới công ty được một lúc thì rời đi. Hiện thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.